Xin chào các bạn gái xinh đẹp. Bữa nay mình có cái video này rất là đơn giản, cặp mắt không có cái gì mà cù kỳ hết, chỉ có là kẻ eyeliner thôi. Điều thứ nhất là có một bạn gái, hai bạn gái nào ở trên YouTube của mình kêu mình chia sẻ của mình trang điểm theo của Hàn Quốc. Thì mình chia sẻ theo của Hàn Quốc, cái này là cũng của Hàn Quốc nhưng mà mình kẻ cái đuôi hơi rảnh một chút xíu. Hàn Quốc thường thường thì nó kẻ cái đuôi không có rảnh, nó kẻ sụ xuống vậy theo cái làn mi, nhưng mà đối với cái này thì mình sẽ kẻ rảnh lên một chút xíu ha. Và mình sẽ chia sẻ những cái món đồ mà mình xài ở trong đây, mình yêu thích món gì nhất. Điều thứ nhất là cái cỏ na này đã đi với mình đã 7 năm hay 8 năm gì rồi, cây cọ này ha. Bạn thấy nó chóc hết trơn luôn rồi nè ha. Nó mới đầu mua gì thì cái này của nó giống như nhung vậy đó bạn. Và bây giờ thì nó bị chóc hết. Nên mình thích. Thứ hai nữa là mình thích chuốt lông mi mascara của Lancôme. Đây là mình mới khui cái vỏ mới nha bạn ha, chai mới luôn ha. Đó, mới khui chai mới, chai cũ mình xài không hết. Không biết hết bao nhiêu chai rồi. Tới nữa là mình thích kẻ mắt của Bobbi Brown ha. Tới nữa là mình thích cái này của MAC là của mình mua cũng hơi lâu rồi nhưng mình ít có xài ha. Cái này là kêu bằng Longwear. Cái này kêu bằng cái gì? Longwear. Mình đọc không á, cái này kêu bằng cái gì? Nhưng mà khi mà bạn xài mắt màu ở dưới, bạn để nó dưới trước rồi rất là giữ, rất là lâu luôn, rất là thích luôn. Bạn biết. Tới nữa là phấn nền của Tido. Chai này thì có giá tiền là 64 đô ha bạn ha. Nhưng mà khi mà bạn xài rồi á, bạn nói mắt nhưng mà bạn khi bạn xài rồi nó đáng giá tiền ha. Tải lên cái nền mỏng, rất là mịn, rất là thấm vô da, rất là dễ. Mình xài không biết chai thứ mấy mà để nói luôn rồi. Có độ dưỡng trong đây, nó kêu là serum á. Nè bạn coi cho kỹ ha, nó để serum. Chiếc nói chung là nó có độ dưỡng, tải lên cái mền bạn rất là thích luôn á. Nếu như mà bạn thích, như các bạn gái mà thích nền mỏng mỏng á thì rất là thích cái phấn nền này. Phấn phủ của Chanel ha. Ở cái màu của mình xài là nó như vậy ha, bạn coi ha. Thì đối với mình cái phấn phủ này mình rất là yêu thích. Ở trong á thì nó có nhũ một chút xíu ha bạn. Nó nhũ nhưng mà khi mà bạn phủ lên nó rất là mỏng luôn, nó cho bạn cái nền không có bị dày. Rất là mỏng, rất là tự nhiên. Bởi vì mình rất là thích. Mình xài với Under Eye Concealer này của xài hầu hú hết, hết khuôn mặt của mình luôn. Rất là thích luôn. Cái này là nói là để nói mình xài không biết thứ hũ thứ mấy luôn rồi. Cái này là hũ thứ hai. Rồi cái hũ cũ của mình nó còn một chút xíu, mình đổ vô trong đây luôn. Cho bạn thấy nó đầy hơn không? Đó ha. Tới nữa là cái gì ha? À hết rồi. Có bao nhiêu nữa thôi là mình yêu thích. Bữa nay mình xài màu mắt của và má hồng của Estlander ha. Và mình xài son của Maybelline và son của Milani. Nhưng mà mình xin chia sẻ, nếu mà bạn nào mà túi tiền hơi rộng một chút xíu, bạn thử phấn phủ của Chanel này ha, và thử chai mascara này của nó. Đâu gọi ta, đây ha, mình xài không biết chai thứ mấy luôn rồi. Hai cái này là mình rất là yêu thích luôn của Chanel ha. Bạn thử thì bạn cũng sẽ thích giống như mình thôi ha. Bấy nhiêu đó thôi, bye bye. Hi, xin chào các bạn. Bữa nay mình không có chỉ mắt cơ. Sassy mình làm hết một bên này ha. Còn một bên này mình chưa có làm ha.
bên đây mình chưa có làm, bên đây mình làm rồi ha, mình đánh phấn rồi ha. Tại vì bữa sau mình không có làm không, tại vì nhưng mình có sức kem chống nắng ở dưới, hồi sáng mình đã sức kem chống nắng rồi. Nhưng mà bây giờ mình tại vì chút xíu nữa có cái mình sẽ đánh cái màu mắt mà nó bị đen đen, sợ nó gớt xuống, bởi vì mình không có đánh cái này là của màu này các bạn ha, màu này. Ok, không cần biết bạn xài hiệu gì, miễn là có cái màu nâu nâu là được rồi ha. Tới nữa là mình bắt đầu quên chứ, mình sẽ xài của MAC ha. Mình sẽ tán hết màu mắt của mình ở dưới để cho nó giữ được cái cho liner nó lâu. Sau đó mình lấy cái màu mới nãy mình dặm từ dưới này, bạn thấy không, dặm theo cái đường lông mi này, sau đó mình tán dần lên trên. Tán dần lên nghe bạn. Sau đó mình sẽ lấy một cái màu như vậy. Bạn giờ thấy rõ không? Màu này, màu da ha. Màu da. Xài một cây cọ luôn. Mình sẽ chấm vô. Mình sẽ tán trên hốc mắt này, tán đều hết. Mình sẽ lấy một cái màu đen thùi lùi như vậy, đen kịnh như vậy ha. Mình sẽ kẻ theo cái nhớ gõ chút xíu nha. Mình sẽ kẻ theo cái làn eyeliner này. Màu này ha. Màu này. Bạn thấy rõ không? Màu này. Sau đó mình dặm lên trên cái màu đen này. Sau đó mình tán ra cho nó đều. Sau đó mình sẽ lấy lại cái màu nâu này. Mình lấy cái màu nâu này các bạn ha. Cái màu này ha. Dòm cho nó tự nhiên, cho nó đừng có sắc sảo quá. Mình để lên trên thêm một lớp nữa. Cái lằn màu đen ở dưới này phải không? Bạn dùng màu mắt của màu đen kẻ lại. Kẻ lại là nó không có thấy, nó không có bị mắc. Nó không có bị mắc eyeliner của mình. Ok. Nè ha, bạn thấy nó nhiễu xuống không? Ok. Mắc cái chỗ sắc dưỡng của mình. Biết mình xài cái gì không? Xài kem chống nắng lên ha. Đầu mình ấy cho nó đều ra. Mình xài của đồ ha. Như vậy. Và trong đơn này nó có cái này ha. Mình nhiễu lên. Nhiễu vừa đã ha. Nhiễu vậy ha.
sau đó mình xài cọ tán lại, tán lại cho đều, hơn bạn hăng sức phấn lên, bạn thấy có mực. Mình thích cái phấn này á của Dove là do nơi nó mỏng, nó dễ tự nhiên lắm, cái nền của mình nó rất là tự nhiên, bạn thấy nó rất là tự nhiên, nó mỏng. CC Dove mình rất là thích, ở trong là nó như vậy, rất là dễ luôn. Bạn sẽ dặn lên như vậy. Đó ha. Và sau đó mình tha rất là tự nhiên cái concealer này ha. Mình xài bằng tay không bạn ha, mình xài bằng tay rất là tự nhiên cái concealer này. Bắt đầu mình xài phấn phủ của Chanel ha, mình rất là thích cái phấn phủ này, rất là nhuyễn. Ở trong nó vậy, cái này hả mình mua rồi, cái hũ cũ của mình, cái hũ này hũ mới bạn, hũ cũ của mình còn á, rồi cái mình đổ vô trong hai một thành một hũ luôn, sau đó mình sấy như vậy dỗ lên ha. Mình thích ở cái phấn Chanel này á, Chanel này là cái gì bạn, cái độ tải của nó ra rất là mỏng, rất là tự nhiên. Trong đây bạn thấy nó có cái ánh chiếu chiếu nhưng mà rất là mỏng, rất là tự nhiên. Rồi sau đó mình xài cọ của cái này đặt làm sao, Nico à, mình không biết đâu ha, rồi bạn coi đi ha, cái chữ nó gì. Ok, mình xài luôn cái cọ này, xay tròn hết phấn này, sau đó cũng rũ ra. Sao đang không thích dẫn các bạn kẻ tới Hàn Quốc thì các bạn kẻ cho nó xuống một chút. Sau đó mình sẽ xài lại cái màu này ha. Các bạn ha, mình xài cái cọ như gì ha. Xài cái màu này. Ok. Sau đó mình sẽ tán màu mắt dưới hai bên, hơi nhiều quá. Mình sẽ bấm mi, mình xài bấm mi này của MAC nha, MAC ha. Mi rồi ha các bạn, mình chút luôn mi rồi chỉ còn là đánh má hồng nữa thôi ha. Cái này ban ngày mình không có tạo khói ha. Trước nhất là mình xin chia sẻ, mình rất là ăn ý cây chuốt lông mi này của Lancôme luôn ha các bạn. Giá tiền thì hơi mắc một chút. Đơ luôn ha, mình xài cái màu này đi ha. Màu này, màu cam. Mình không biết đối với các bạn sao mà đối với mình thì má hồng của Estée Lauder mình rất là ăn ý. Highlight của Maybelline. Mình sẽ xài cái cỏ này. Ok, bắt đầu sống mũi của mình sẽ xài phấn phủ của Maybelline. Mình sẽ xài cái cọ này của Na, cái cọ này là mình mua là đã 6 năm, 7 năm. Ok, bắt đầu mình sẽ rất là dễ luôn các bạn, từ ở trên này kéo xuống. Rồi các bạn không biết cái màu này mình son gì đây. Malani cây son này, cái màu như vậy rất là thích mà hơi khô.